궁금했어. Tìm về con số một xíu cho anh thấy. Cứng ngắc luôn á. Cậu chị làm giỏi ghê đó. Chăm sóc rồi. Gì ấy rồi còn người quên mới về người
Chờ giãn cách chắc là trên này họ cũng không có làm gì ghê đây. Giờ vừa rồi trên này giờ xuống thôi. Thế giờ lúc nó kiểu như là căng quá, cái họ sợ gì á. Họ gọi chửi ai gọi nữa. Nhưng mà chưa chết. Thì chia ra cũng chừng nữa chứ mấy cà lây. Ví dụ như là mà nếu mà công an đồ nhiều xuống là không được. Ví dụ thằng phường không thì được, thằng quan khu vực không thì được. Mà chứ cũng khó. Không. Khó lắm. Chắc được thêm cái nữa. Chờ chờ. Lấy cục mụn mà muốn cậu như giỏi thì sẽ được hộp sữa không? Chậm. Hộp sữa vô là có khác gì không? Có sức liền. Có sức liền. Chứ mình nằm đi hoa đồ ngủ mát mẻ nè. Đỡ nè. Nằm chỗ nóng rồi. Bất lực luôn. Em lấy cho thằng cu cái gói bột cho, đừng có tính tiền nha, để em rửa thử được không? Rửa thử đi em, về rửa thử đi. Chuyển khoản qua tài khoản em luôn được không mày? Ừ. Đăng đó không được. Qua luôn đi để túi gì khó chuyển. Là lỗ đang chịu. Hay lỗ lỗ rồi đó. Nhiều tội như vậy sao? Con cô hồi nãy con hổng nặng cái lưng con bị cái ngực con lên thấy cả cái lưng dài. Buồn hoàng cô nó buồn. Cô nó hình như mình quay được cái đó. Vài cái thôi, không thể nào mà hơn được. Vì muốn ăn con bình thường. Cái mụn nó sâu quá luôn. Thầy làm xí nữa.
gần tắt thở rồi. Không muốn lì thiệt. Cái kim nó nhớp luôn. Cái kim đùi luôn. Chỉ là kim mới đâm nhọn đá. Bây giờ kim mới đâm chảy máu. Nó chảy máu hơn. Kim này để móc cũng đỡ. Ừ.